Xin chào quý các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong một video review về xe máy điện rồi. Và cái mẫu xe máy điện mà mình muốn review cho các bạn ngày hôm nay lại thuộc dòng X-Men. Tuy nhiên, đây là mẫu xe máy điện Osaka X-Men Hunter. Cái mẫu xe máy điện này có thể coi là một trong những mẫu xe máy điện có nhiều điểm nhấn nhất ở trong cái dòng X-Men mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Vậy nó có những điểm gì đặc biệt? Chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Cái điểm đặc biệt đầu tiên mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy nhất ở trên cái mẫu xe máy điện này, đó là cái phần đầu này của nó này. Nó quá giống với cả Exciter 150. Cảm thấy không? Từ cái cách thiết kế này, cái phần đầu trước này rất là cơ bắp luôn, rất giống với cả Exciter. Cái phần mặt nạ này của nó được làm như cái kiểu là hai cái con mắt của người máy ở hai bên như này, nhìn rất là đẹp mắt. Và ở đây nhà sản xuất đã rất là tinh tế khi mà có những đường dán này giả carbon ở đây, cảm thấy không? Đấy, có những đường dán giả carbon ở cả bên sườn này nữa này. Và đặc biệt nữa là cái phần đầu xe này, khi chúng ta nhìn vào, chúng ta có thể thấy là có những cái đèn bi cầu hình mắt cú nhìn rất đẹp mắt. Và rất nhiều bạn đi xe Exciter, các bạn ấy thích độ lên những cái mẫu đèn như thế này. Đấy, và những cái đèn đề mi nữa, nó cũng sẽ có những màu sắc nó rất là trẻ trung. Đây, có màu đỏ này, rồi là màu xanh ở dưới này. Đấy, tạo nên cái điểm nhấn cho cái sản phẩm này. Cái điểm khác biệt thứ hai mà mình nhận thấy của cái mẫu xe này so với cả những mẫu xe X-Men khác, đó chính là cái cụm đồng hồ này của nó này. Cái cụm đồng hồ của nó thực sự là nó quá đẹp luôn. Cụm đồng hồ này mình cảm thấy là nó rất là rộng. Khi chúng ta nhìn lên cái cụm đồng hồ này thì chúng ta sẽ có những cái thông tin về số km đi được này, vận tốc này, và mức năng lượng pin còn lại như nào. Đấy, chúng ta cũng sẽ có thêm cái nút khởi động không cần chì ở đây nữa. Đấy, một cái nút start stop ở đây rất giống như là trên các cái mẫu xe ô tô. Đấy. Còn tiếp theo nè, khi các bạn nhìn vào cái phần đầu này, các bạn thấy cái điểm gì hấp dẫn nữa của cái mẫu xe này, đó chính là cái cụm phanh đĩa này. Có thể nói là quá đẹp luôn. Cụm phanh đĩa được phối màu giữa những cái màu đỏ này, màu bạc phay xước và cái màu xanh như thế này, nhìn rất là đẹp mắt. Cái màu xanh này thì là rất là giống các cái con ốc titan mà chúng ta độ lên ấy. Đấy, tất nhiên đây không phải là titan rồi, nhưng mà nó rất là giống như thế. Và cái phần dày chắn bùn này nó cũng khá là to luôn. Đối với cả cái mẫu xe này thì nó có kích thước mâm tương đối lớn so với cả những cái dòng xe máy điện nói chung. Bình thường xe máy điện ấy thì nó chỉ có cái mâm được khoảng mâm 10 thôi, nhưng mà cái mẫu xe này thì nó là loại mâm 12 rồi. Cái kích thước lốp của nó sẽ là 90-90-12. Lốp này thì là lốp không xăm nhé các bạn nhé. Tiếp theo nữa là cái phần heo cũng như là cái phần dây phanh này này. Đấy, nó được thiết kế màu đỏ này, tạo nên cái điểm nhấn cho cái sở này. Khi mình ngồi lên cái mẫu xe này thì cái điểm ấn tượng tiếp theo của mình đó chính là cái chỗ để chân của nó rất rộng rãi luôn. Thực sự là quá rộng rãi. Nếu mà như ở cái video vừa rồi mình review cái mẫu xe đạp điện ấy, thì cái chỗ để chân nó rất là bé, nhưng mà lên cái mẫu xe máy điện này thì nó đã khác hẳn rồi. Đấy, mình hoàn toàn có thể để chân ở đây và vẫn có thể để thêm được đồ vào đây rất là dễ dàng luôn. Và cũng có thể thay đổi được tư thế để chân như thế này. Đấy, ở trên mẫu xe này thì nó sẽ có cái móc treo đồ ở đây. Đấy, và cái chỗ sạc của nó thì ở chỗ này. Đây là khung sườn lộ ra. Đấy, nó sẽ khiến cho cái chiếc xe của chúng ta trở nên thể thao hơn, nó giống như kiểu là những cái dòng xe Ducati ấy. Tiếp theo nữa nào, chúng ta sẽ có những cái khe hút gió giả ở đây nữa. Đấy, tạo nên cái điểm nhấn cho cái mẫu xe này. Và toàn bộ cái phần nhựa ở trên cái xe này thì đều là như ABS cả. Nó cho một cái độ đàn hồi rất cao, và khi mà chúng ta sờ vào cái khung này thì thực sự là nó rất là chắc chắn luôn. Cái phuộc của cái mẫu xe này thì nó là phuộc đơn thôi. Đấy, phuộc monoshock thôi. Nó sẽ tạo cho chiếc xe trở nên thể thao hơn. Đấy, tuy nhiên là với cái phuộc monoshock này thì trong cái quá trình chúng ta chở hai người thì nó sẽ không êm ái bằng cái phuộc kép. Đấy, tất nhiên chúng ta phải đánh đổi thôi. Đấy, đánh đổi lại thì chúng ta sẽ được một cái khoảng sáng gầm xe nó rất là lớn luôn. Nó sẽ có thêm một cái dè chắn bùn phụ ở bên trong này nữa. Đấy, để giúp chúng ta khi mà đi lại nó đỡ bị bắn bùn hơn. Đấy, còn đối với cả cá nhân mình thì mình nghĩ là mình sẽ tháo cái dè chắn bùn chính này ra để có thể lắp một cái biển lên trên này. Đấy, để cho cái khoảng sáng gầm xe nó lớn hơn, nhìn chiếc xe của chúng ta nó thể thao hơn. Mâm ở phía sau này cũng là mâm 12 luôn nhé các bạn nhé. Và cái kích thước lốp của nó là 90-90-12. Đấy, cái mâm này thì cũng được thiết kế cách điệu. Và tiện thể nói về động cơ thì cái mẫu xe này
có thể đi được một cái quãng đường nó rơi vào khoảng trên dưới 60 km, tùy theo là chúng ta sẽ chở ít người hay là chở nhiều người, hoặc là chúng ta bật đèn liên tục hay là chúng ta tắt đèn để tiết kiệm pin đi. Đấy, có rất là nhiều bạn phản hồi là không hiểu tại sao nhà sản xuất công bố là từng này đấy, nhưng mà em đi lại không được như nhà sản xuất công bố. Đấy, bởi vì đơn giản là các bạn phải xem là cân nặng chúng ta khi lên là bao nhiêu. Đấy, có những người cả 100 cân ngồi lên mẫu xe này nó khác nhỉ, những người 50 cân chứ. Hoặc là chúng ta bật đèn liên tục thì chắc chắn là xe nó cũng sẽ không đi được xa, đúng không nào? Về cái chiếc xe này thì nó cũng sẽ có smart key luôn. Đấy, cũng có cái chức năng tìm xe, rồi là cũng có những chức năng chống trộm, rồi là khởi động không cần chìa ở trên cái mẫu xe này. Và vừa nãy thì mình cũng đã nói rồi đấy, cái mặt đồng hồ này nó quá đẹp. Thế bây giờ thì mình sẽ thử xem là cái cốp xe của cái mẫu xe này nó như thế nào nhá. Mình nghĩ là đối với một mẫu xe máy điện thì nó cũng giống như bao nhiêu mẫu xe khác thôi. Cái phần cốp xe này thì nó tương đối sâu, nhưng mà chúng ta cũng chỉ để được khoảng một cái mũ bảo hiểm nửa đầu, với cả thêm một ít đồ nữa, ví dụ như là ví hay các thứ thôi. Hoặc là nếu mà bỏ mũ bảo hiểm ra rồi thì chúng ta có thể để thêm một cái túi sách ở đây. Đấy, với cả một số những dụng cụ như ở sạc pin nữa. Đấy, còn cái yên này thì là nó là yên 2 tầng. Ở phía dưới này cho cái người ngồi chính ý, thì nó là cái phần da nhám. Còn ở phía trên này thì nó là cái phần da sần. Còn về sạc pin ý, thì mình thường sạc qua đêm. Nói chung là từ khoảng 8 tiếng cho tới 10 tiếng hồ là cái mẫu xe này có thể sạc đầy pin để đi được một quãng đường khoảng trên dưới 60 km rồi. Đấy, tốc độ thì là khoảng 40 cho tới 50 km/h, tùy theo là chúng ta chở một người hay là chở hai người. Trong cái quá trình mà mình trải nghiệm cái mẫu xe Osaka X-Men Hunter này ở trên đường ấy, thì cái điểm mà mình cảm thấy thích nhất đấy chính là cái sự tự tin khi mình đi xe này. Bởi vì cơ bản là nó rất là đẹp. Đấy, phần đầu rồi đến cụm đồng hồ, rồi là phanh đĩa phía trước khá đẹp, rồi là cả cái mâm xe phía trước này. Mâm xe thực sự là đẹp, chỗ để chân thì rất là thoải mái cho mình trong cái quá trình mà mình sử dụng, rồi là kể cả cái tay nắm ở phía sau này cũng thế này. Đây là tay nắm kép luôn, nó được cắt một đoạn ở giữa này giúp cho chiếc xe nó trở nên thể thao hơn. Nói chung là tất cả mọi thứ về cái mẫu xe này mình cảm thấy là hài lòng ở trong tầm giá tiền. Còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về mẫu xe Osaka X-Men Hunter này? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.